Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 1 trang 21-23. Văn bản Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Trích chinh phụ ngâm. Nguyên tác chữ Hán Đặng Trần Côn. Bản diễn nôm hiện hành chưa rõ tác giả. Số 1 nhỏ chuẩn bị. Kem đọc trước văn bản Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Đặng Trần Côn và tác phẩm chinh phụ ngâm. Chinh phụ ngâm là một khúc ngâm do Đặng Trần Côn sáng tác bằng chữ Hán khoảng năm 1741, sau đó được nhiều người diễn nôm thành nhiều bản khác nhau. Bản hiện hành được coi là thành công nhất và được thể hiện bằng thơ Song Thất Lục Bát, dài 412 dòng. Lâu nay thì bản này được cho là của Đoàn Thị Điểm, 1705-1748, nhưng có người cho là của Phan Huy Ích, 1751-1822. Đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ được trích từ dòng 208 đến dòng 228 để kể lại cái sự việc. Sau buổi tiễn đưa chồng ra trận với khí thế hào hùng thì người chinh phụ trở về, tưởng tượng cảnh chiến trường đầy hiểm nguy, chết chóc mà xót xa, lo lắng cho chồng và hối tiếc vì đã để chàng ra đi. Tâm sự ấy được thể hiện sâu sắc và thấm thía trong đoạn trích. Như vậy các em sẽ đọc trước văn bản và chúng ta tìm hiểu thông tin về tác giả Đặng Trần Côn. Tác giả Đặng Trần Côn, tiểu sử của nhà thơ Đặng Trần Côn cho đến nay biết được còn rất ít, kể cả năm sinh năm mất cũng không biết chính xác. Các nhà nghiên cứu ước đoán ông sinh vào khoảng năm 1710 đến 1720. Quê ông ở làng Nhân Mục, còn gọi là làng Mộc, huyện Thanh Trì, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vốn có tư chất thông minh, lại là người hiếu học, thở thiếu thời thì ông cần học. Ông phải làm hầm đọc sách, bởi lệnh chúa Trịnh cấm đốt lửa ban đêm. Vì thuở ấy trong nội thành Thăng Long thường xảy ra hỏa hoạn. Ông thi hương đỗ giải nguyên. Khoảng từ năm 1726 đến 1738, nhưng vào đến thi hội thì hỏng, từ đó ông không chịu ràng buộc vào thi cử nữa. Đầu thời Cảnh Hưng 1740-1786 thì ông được làm huấn đạo một huyện, sau được đặt tên là Tri huyện Thanh Oai, thành phố Sơn Tây. Cho đến cuối đời thì ông chỉ làm đến chức ngự sử đài chiếu khám, sau đó nghỉ hưu và dạy học tại nhà ông Nguyễn Đình Kỷ ở làng Hạ Đình. Ông mất vào khoảng năm 1745, lúc đó chưa đến 40 tuổi, và được chôn cất ở làng Nhân Mục, nay thuộc tổ dân phố số 5, khu dân cư số 3, phường Hạ Đình. Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm thì Chinh Phụ Ngâm là một khúc ngâm do Đặng Trần Côn sáng tác bằng chữ Hán khoảng năm 1741, sau đó được nhiều người diễn nôm thành nhiều bản khác nhau. Bản hiện hành được coi là thành công nhất và được thể hiện bằng thơ Song Thất Lục Bát, dài 412 dòng. Đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ được trích từ dòng 208 đến dòng 228 kể lại buổi tiễn đưa chồng ra trận với khí thế hào hùng. Người chinh phụ trở về, tưởng tượng cái cảnh chiến trường đầy hiểm nguy, chết chóc mà xót xa, lo lắng cho chồng và hối tiếc vì đã để chàng ra đi. Tâm sự ấy được thể hiện sâu sắc và thấm thía trong đoạn trích. Tiếp theo đọc hiểu. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non nghiêng. Non nghiêng dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời không thấu, nỗi nhớ chàng đau đớn nào xong. Cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Sương như búa bổ mòn gốc liễu, tuyết giường cưa sẽ héo cành ngô. Giọt sương phủ bụi chim gù, sâu tường kêu vẳng chuông chùa nện khơi. Vài tiếng dế nguyệt sôi trước ốc, một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên. Lá màng lay ngọn gió xuyên, bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.
hoa giải nguyệt, nguyệt in một tấm. Nguyệt lòng hoa thắm từng bông, nguyệt hoa nguyệt trùng trùng. Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau. Theo những khúc ngâm chọn lọc tập 1, nhà xuất bản Giáo dục 1994. Về nội dung chính thì văn bản miêu tả những cái cung bậc và sắc thái khác nhau của nỗi cô đơn buồn khổ ở người chinh phụ, khao khát được sống trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản, một chú ý cách diễn tả nỗi nhớ của người chinh phụ. Thì cách diễn tả nỗi nhớ của người chinh phụ gợi tả cái tâm trạng cô đơn, buồn tủi, bày tỏ nỗi lòng sầu khổ của người chinh phụ. Hai, nỗi lòng người chinh phụ đã được biểu hiện thế nào qua việc tả cảnh? Thì nỗi lòng người chinh phụ được thể hiện qua cái việc tả cảnh là sương như búa bộ mồn gốc liễu, tuyết giường cưa sẽ héo cành ngô, gợi lên cái tâm trạng của người chinh phụ cô đơn, buồn tủi. Tiếp theo câu 3, hình ảnh gắn bó giữa hoa và nguyệt thể hiện điều gì? Hình ảnh hoa nguyệt gắn bó với nỗi cô đơn nhằm miêu tả sự cô đơn lẻ loi, khao khát hạnh phúc lứa đôi của những chinh phụ còn son trẻ trong những đêm trăng đẹp lạnh lẽo. Tiếp theo trả lời câu hỏi cuối bài 1, xác định bố cục của đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, cho biết nội dung chính của từng phần. Thì bố cục gồm 3 phần, phần 1 từ đầu đến tiếng trùng mưa phun, nỗi nhớ thương chồng nơi xa. Phần 2 tiếp đến gió thóc ngoài khiên, nỗi cô đơn lẻ loi của người chinh phụ. Phần 3 còn lại, khát vọng hạnh phúc lứa đôi của người chinh phụ. Tiếp theo câu 2, đoạn trích được viết theo thể thơ nào chỉ ra sự phù hợp của thể thơ ấy trong việc thể hiện nội dung đề tài ở văn bản này? Thì đoạn trích được viết theo thể thơ Song Thất Lục Bát. Thể thơ Song Thất Lục Bát giúp cho bài thơ trở nên có nhạc điệu hấp dẫn, nhiều cảm xúc nhằm giúp người đọc đi sâu vào thế giới nội tâm, thấu hiểu được cảm xúc của nhân vật. Tiếp theo câu 3, nỗi lòng người chinh phụ được thể hiện như thế nào, đâu là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng ấy? Thì nỗi lòng của người chinh phụ được thể hiện một cách buồn tủi, đau đớn và cô đơn, đồng thời cũng là sự khát khao được hạnh phúc, yêu thương. Nguyên nhân dẫn đến tâm trạng ấy là do chồng đi chinh chiến nơi xa. Tiếp theo câu 4, hãy phân tích mối quan hệ giữa cảnh vật và tâm trạng của người chinh phụ trong phần cuối, từ dòng 9 đến dòng 20. Như vậy, ở đây cảnh vật sương, búa, tuyết, cưa, cảnh vật gợi lên tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi lòng của người chinh phụ. Cảnh vật lá, gió, hoa, nguyệt, cảnh vật không chỉ gợi lên nỗi cô đơn lẻ loi mà nó còn thể hiện khát khao hạnh phúc lứa đôi của người chinh phụ. Câu 5, phân tích tác dụng của biện pháp tô từ nhịp điệu của thể Song Thất Lục Bát trong văn bản tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Về cách gieo vần thì mỗi khổ thơ có một vần trắc và 3 vần bằng. Câu 6 thì chỉ có phần chân, 3 câu kia vừa có phần chân vừa có phần lưng. Ngắt nhịp thì các câu 7 có thể ngắt nhịp 3-4 hoặc là 3-2-2. 2 câu 6-8 ngắt nhịp 2-2-2-3-3 ở câu bát và 4-4-3-5 ở câu bát. Biện pháp tu từ so sánh sương, búa, ẩn dụ, nghìn vàng. Hình ảnh mang tính ức lệ tượng trưng hoa nguyệt, đẹp, no nghiêng, trời, trời. Từ lấy thâm thẳm đau đáo. Tác dụng cực tả nỗi nhớ thương cô đơn của người chinh phụ có chồng đi chinh chiến nơi xa. Tiếp theo câu 6, đoạn trích gợi cho em suy nghĩ như thế nào về số phận những người phụ nữ trong cuộc chiến tranh phi nghĩa?
Thì qua đoạn trích ta thấy được tình cảnh cô đơn lẻ loi của người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi có chồng ra trận. Đồng thời tác giả muốn tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa, ngoài ra còn thể hiện sự xót thương, đồng cảm với thân phận người phụ nữ, trân trọng đề cao niềm khao khát hạnh phúc của lứa đôi, hạnh phúc của gia đình. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 9. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.